Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Các bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Erik ten Hag bán đứt Scott McTominay. Bayern Munich đồng ý bán Leon Goretzka cho MU. Harry Maguire chính thức bị MU tước bằng đội trưởng. Andre Onana chính thức gia nhập MU. Huấn luyện viên Erik ten Hag bán đứt Scott McTominay. Ngôi sao của Manchester United, Scott McTominay có thể được bán vào mùa hè này nếu có lời đề nghị phù hợp. Cầu thủ 26 tuổi từng là tiền vệ trẻ nhất trong đội 1 của Manchester United trước khi Mason Mount đến vào đầu tháng này. Do đó, huấn luyện viên ten Hag nhận thấy sẽ tốt hơn khi giữ Scott McTominay thay vì những người như Donny van de Beek và Fred. Tuy nhiên, với việc cầu thủ người Hà Lan ít được quan tâm và Fred đang bước vào năm cuối cùng của hợp đồng, Scott McTominay sẽ là lựa chọn tốt hơn để thu tiền về. Tiền vệ này nổi lên từ học viện của Manchester United và anh đã thu hút sự quan tâm từ West Ham sau khi câu lạc bộ này để Declan Rice gia nhập Arsenal. Dù ten Hag là một fan hâm mộ của Scott McTominay, trang Manchester Evening News cho biết ông sẽ để tiền vệ này ra đi với mức giá phù hợp vì điều đó có thể đẩy nhanh quá trình đại tu hàng tiền vệ của câu lạc bộ. Với việc Mason Mount đến với giá 55 triệu bảng, Scott McTominay có thể được thay thế bằng một tiền vệ phòng ngự chất lượng hơn. Casemiro sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 2 tới và ten Hag muốn hạ thấp độ tuổi của hàng tiền vệ. Bayern Munich đồng ý bán Goretzka cho MU. Bayern Munich sẵn sàng bán mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United là Leon Goretzka với giá 34 triệu bảng Anh khi nhà vô địch nước Đức tìm cách gây quỹ để ký hợp đồng với Harry Kane. Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Daily Mail Anh hôm nay ngày 17 tháng 7. Huấn luyện viên của Bayern Munich Thomas Tuchel thừa nhận ông không thể đảm bảo một vị trí cho tiền vệ người Đức Leon Goretzka. Manchester United có thể ký hợp đồng với Goretzka thay thế Scott McTominay hoặc Fred, tờ Daily Mail viết. Bayern Munich sẽ sử dụng số tiền bán Goretzka để hỗ trợ cho việc theo đuổi tiền đạo Harry Kane của Tottenham. Bayern Munich được cho là đã đưa ra mức giá 34 triệu bảng cho mục tiêu của Manchester United Leon Goretzka. Theo tờ Sky Sports Germany, nhà đương kim vô địch Bundesliga sẵn sàng bán Goretzka nếu nhận được lời đề nghị chấp nhận trong mùa hè này. Gã khổng lồ bóng đá Đức được cho là đang yêu cầu một lời đề nghị từ 34 triệu bảng đến 42 triệu bảng để bán tiền vệ Goretzka. Các báo cáo vào tháng trước tuyên bố rằng MU đã theo đuổi chặt chẽ tình hình của Goretzka trong bối cảnh tương lai không chắc chắn của anh tại câu lạc bộ Bayern Munich. Sự quan tâm của Quỷ Đỏ nổi lên khi huấn luyện viên của Bayern Munich Thomas Tuchel bắt đầu một cuộc đại tu tại Bayern Munich vào mùa hè tới. Huấn luyện viên Tuchel dự kiến sẽ bắt đầu mùa giải với Joshua Kimmich và Konrad Lahmer ở trung tâm hàng tiền vệ Bayern Munich. Sự xuất hiện của Konrad Lahmer càng làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của Goretzka. Ryan Gravenberch và Marcel Sabitzer trở lại cũng tạo thêm sự cạnh tranh cho các vị trí ở hàng tiền vệ Bayern Munich. Chính huấn luyện viên Tuchel thừa nhận ông không thể đảm bảo cho Goretzka một suất trong đội hình chính hùng sám nước Đức. Thomas Tuchel nói với Sky Sports Germany: "Luôn có thể xảy ra một tình huống như với Lucas Hernandez. Các cầu thủ có thể có những kế hoạch khác. Tôi chưa nghe điều đó từ Leon Goretzka, nhưng đó mới chỉ là bước đầu của quá trình chuẩn bị. Có rất nhiều sự cạnh tranh tại câu lạc bộ Bayern Munich. Leon Goretzka đã có 40 lần ra sân cho Bayern Munich trên mọi đấu trường ở mùa giải trước, nhưng thời gian thi đấu của anh bị hạn chế trong những tuần cuối cùng của mùa giải. Đó cũng chính là thời điểm Tuchel được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng Bayern. Trong khi đó, ngôi sao số 1 của Tottenham, Harry Kane đã được liên kết chặt chẽ với việc chuyển đến Bayern Munich trên thị trường chuyển nhượng. MU có thể tìm cách ký hợp đồng với tuyển thủ Đức Goretzka như một sự thay thế cho Fred và Scott McTominay khi cả hai tiền vệ này đều được cho là sẽ rời khỏi Old Trafford. Việc bán Goretzka cũng giúp Bayern Munich huy động vốn để theo đuổi tiền đạo Harry Kane của Tottenham. Chủ tịch danh dự của Bayern Munich, Uli Hoeneß đã tuyên bố rằng các cuộc thảo luận với Harry Kane cho thấy cầu thủ này muốn hoàn tất một vụ chuyển nhượng đến Đức chơi bóng. Chủ tịch của Tottenham, Daniel Levy được cho là đang giữ mức giá 120 triệu bảng Anh cho đội trưởng đội tuyển Anh. Đó là trở ngại rất lớn cho Bayern Munich trong quá trình đàm phán với vị chủ tịch nổi tiếng cứng rắn Daniel Levy, bất chấp Harry Kane chỉ có 1 năm hợp đồng với đội bóng thành London. Bayern Munich được cho là không chấp nhận trả quá mức giá 100 triệu bảng để mua một cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng và sắp bước sang tuổi 30 như Harry Kane. Harry Maguire chính thức bị MU tước bằng đội trưởng. Huấn luyện viên của Manchester United, Erik ten Hag đã tước bằng đội trưởng của Harry Maguire tại Old Trafford với tương lai của trung vệ người Anh tại Quỷ Đỏ bị nghi ngờ hơn bao giờ hết. Harry Maguire đã chúc người kế nhiệm anh làm đội trưởng của Manchester United mọi thành công sau khi bị huấn luyện viên Erik ten Hag chính thức tước tư cách đội trưởng Quỷ Đỏ. Trung vệ người Anh đã xác nhận vào chủ nhật giờ Anh rằng anh sẽ không còn đeo băng đội trưởng của MU sau cuộc đàm phán với chiến lược gia người Hà Lan. Nó khiến tương lai tại Old Trafford của Harry Maguire càng bị nghi ngờ hơn nữa
sau một mùa giải mà anh không chỉ đánh mất suất đá chính mà còn chỉ có 8 lần ra sân tại Premier League. Harry Maguire giờ chỉ còn là lựa chọn thứ 5 trong thứ tự ưu tiên của huấn luyện viên Ten Hag tại vị trí trung vệ, sau Rafa Varane, Lisandro Martinez, Victor Lindelof và cả hậu vệ trái Luke Shaw. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội tiết lộ rằng mình không còn là đội trưởng của MU, trung vệ Harry Maguire khẳng định anh đã làm mọi thứ có thể để giúp MU thành công cả trong và ngoài sân cỏ. Về người thay thế mình làm đội trưởng, Harry Maguire chỉ nói đơn giản: "Tôi ước bất cứ ai hiện đang đảm nhận nó sẽ thành công và sẽ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của tôi." Cầu thủ nhiều khả năng trở thành tân đội trưởng của MU là ngôi sao người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes, người thường xuyên đeo băng đội trưởng của MU dưới thời của huấn luyện viên Ten Hag mùa trước. Trước đây, Ten Hag từng nhiều lần khen ngợi khả năng lãnh đạo MU của Bruno Fernandes. Trong khi đó, Harry Maguire cũng thừa nhận anh rất thất vọng khi mất băng đội trưởng, nói rõ ràng rằng anh không từ chức đội trưởng MU. Harry Maguire chia sẻ: "Sau khi thảo luận với huấn luyện viên trưởng ngày hôm nay, Erik Ten Hag đã thông báo với tôi rằng ông ấy sẽ thay đổi đội trưởng Manchester United. Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người hâm mộ Manchester United vì tất cả sự ủng hộ tuyệt vời của họ trong thời gian tôi đeo băng đội trưởng. Kể từ ngày tôi đảm nhận vai trò này, 3 năm dưới trước, tôi đã có một đặc ân to lớn khi được dẫn dắt Manchester United và là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của tôi cho đến nay. Đó là một trong những vinh dự lớn nhất trong bóng đá cấp độ câu lạc bộ." Harry Maguire đã có hơn 170 lần ra sân cho MU kể từ khi được ký hợp đồng từ Leicester City với giá 80 triệu bảng Anh vào năm 2019. Những ngày gần đây, Harry Maguire được liên hệ để chuyển sang chơi bóng tại West Ham. Nhiều thông tin cho thấy MU muốn bán Harry Maguire với giá 35 triệu bảng Anh, nhưng mức phí chuyển nhượng gần đây thì cho là quá cao. Ngoài ra, mức lương 200.000 bảng Anh một tuần của Harry Maguire cũng là một trở ngại với bất cứ câu lạc bộ nào muốn sở hữu anh. Andre Onana chính thức gia nhập MU. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano lên tiếng xác nhận thủ môn của Inter Milan Andre Onana chuẩn bị gia nhập MU sau khi mọi thứ đã được hoàn tất. Man United và Inter Milan đã hoàn tất thỏa thuận về vụ Onana. Phía Inter Milan sẽ nhận được 50 triệu euro từ vụ Onana. Onana sẽ trở thành thủ môn đắt giá thứ tư trong lịch sử bóng đá sau Kepa từ Athletic Bilbao sang Chelsea với giá 80 triệu euro, Alisson Becker từ Roma sang Liverpool với giá 62,5 triệu euro và Gigi Buffon từ Parma sang Juventus với giá 52,5 triệu euro. Bây giờ thủ môn người Cameroon chuẩn bị kiểm tra y tế và ký hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ 27 tuổi này sẽ kịp tập trung cùng các đồng đội mới cho chuyến du đấu trước mùa giải của họ tại Mỹ. Trên trang Twitter cá nhân, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đưa tin: "Andre Onana đến Man United. Cuối cùng, cũng here we go. Các câu lạc bộ đã hoàn tất thỏa thuận. Sau đó, Onana sẽ tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Man United chuẩn bị xin visa cho Onana sang Mỹ. Ten Hag sẽ có thủ môn mới mà anh ấy muốn." Trước đó, MU đã chia tay David De Gea sau khi cả hai bên không thể đồng ý và các điều khoản gia hạn. Và huấn luyện viên Erik Ten Hag cuối cùng cũng đã tìm được một thủ môn phù hợp với lối chơi của mình. Andre Onana là bản hợp đồng thứ hai của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sau sự xuất hiện trước đó của tiền vệ Mason Mount từ Chelsea với giá 55 triệu bảng. Bản tin ngày hôm nay của Góc nhìn bóng đá đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.